quạt đã được trang dọc đường Bôn Sa khá đẹp. Có ba cái hội chợ Tết, tại sao sinh viên tổ chức thì lời mà các chủ tịch thì lỗ, cũng nên nhìn sâu vào vấn đề này. Thì như vậy nhìn sâu là như thế nào bác? Cờ thì chúng tôi thấy rồi, chúng tôi có quay cho bà con coi rồi, chúng tôi bây giờ làm phóng sự quay rồi. Cái ngoài cái mấy cái mà cái phén viết cờ cái phén đó phén. thì họ đưa hai cái cũng có vẻ là hợp thời. Tức là thứ nhất là những cái park, những công viên làm đẹp thành phố của chúng ta. Tức là muốn quảng cáo cái môi trường xanh đó. Và cái thứ hai đó là một cái quảng cáo là chúng ta phải biết xài nước một cách khôn ngoan, tiết kiệm nước là đấy là ở cái cầu thế thì đấy là cờ quạt thì là làm cũng đẹp rồi. Thế nhưng mà thì mình mới thấy rằng thì là và đấy là sửa soạn cho cái cuộc diễn hành. Đúng rồi. Và cái cuộc diễn hành Tết này thì cũng giống như là mình đã nói nhiều lần, tự dưng làm cái con lươn ở giữa nó đó thì nó xui, nó ếm, mà cái ếm đó là cái ếm người Tàu hay là tất cả trong lịch sử là người ta đều nói về cái ếm đó là địa lý mà có. Đúng rồi. Cái vấn đề là địa lý chứ, Tiền Lâm Mậu đúng xây con lươn như vậy, mỗi năm diễn hành mỗi ít đi chứng tỏ con lươn nó cản là người ta tiền bạc không có đủ, cái số người đi càng ngày càng ít. Vâng, mà lại còn thêm mấy cái tàu lá chuối nữa mới tôi thì làm hai cái phóng sự, một cái ban đêm một cái ban ngày ở ngay ngoài đó. Bà con hỏi là chú Hùng đi vào trong đó không có ai đuổi, thế mà đâu có cờ vàng đâu. Đây chỉ có một cái cột cờ một cờ Mỹ mà. Tại nhà đây phải đâu phải là hội chợ của Việt Nam Cộng Hòa đâu, đây là hội chợ của hội chợ chợ Tết mà. Đây là chợ người ta bán Tết. Đấy. Nó chẳng có chính trị gì trong này hết, nhưng mà đó là cái đau khổ cho mình. Bác Cương nói rồi, con lươn nó làm cái lá cờ vàng biến mất. Tại nhà các ông các bà mới xin cho phép cho tôi treo cột điện tạm mấy ngày. Đấy. Thì thành phố nó cho treo được là gọi là một tháng, 15 ngày trước Tết và 15 ngày sau Tết. Mà phải quý quỹ tiền nữa, nặng. Không nặng là nặng tiền lắm thưa bác. Thành phố đó là ai, là Tạo Đức Chí. Thành phố Westminster. Nhưng mà cái đau lòng ở đây là thứ nhất, mình mang tiếng là cái chợ Tết của cộng đồng, mà lại không có một cái lá cờ vàng ba trong tỏ. Có nghĩa rằng đây là cái chợ Tết của người Việt Nam ở hải ngoại, chứ không phải của cộng đồng nữa. Thứ hai là cái banner đó, màu vàng, màu đỏ, chữ vàng, hoa mai vàng. Thường thường ở bên đấy thì thường thường phải là cái banner nền vàng chữ đỏ. Bây giờ là toàn là chữ đỏ và mấy cái phướng. Ông Ngô Kỷ ông gọi là phém phém, tại vì ông tiếng Quảng Nam mà. Thì cái phướng đó đó thì cũng là mang tiền lại cho thành phố, cũng là nền đỏ và chữ vàng. Và cái điều thứ ba nữa là bà Thanh Hiền, bà là người chống trong bài, mặc dù bà đi đánh bài rất nhiều. Tôi có những cái hình chụp bà ở trong cái vòng bài mà mày không đưa lên thôi, tại vì bà thua rồi, trong cái mặt thẻo não lắm mà chụp lên làm gì. Nhưng mà bà lại tại không phản đối là Pechenga họ quảng cáo trong đó. Tôi đi vào gian hàng Pechenga, tôi quay xong nó cho tôi một cái túi đựng đi chợ cũng ngon lành lắm, rồi là có mấy con chip nữa, chip mang xuống ra cầm con chip và đổi được $50 để đánh bài. Thì bây giờ tôi thấy rằng bác Cường nói là cái con lươn, chính cái con lươn nó chặn lại. Nó chặn đúng. Nó chặn lại cái bước tiến của nó. Làm đi xe cả kẹt xe nhiều hơn đấy. Phong thủy đấy hả? Thì rồi cái này hội chợ Tết. Thì mỗi một năm á, ngày xưa nó có cái hội tổng hội sinh viên. Tổng hội sinh viên thì nó tổ chức thường xuyên á, bắt đầu tiên á, là cái hội chợ sinh viên á, ở trên đường Fairview và Edinger. Cái hội chợ đó là ông Kiều Nguyên Tá là người bị đánh. Cái người đánh là ông Nguyễn Nam Hà của mặt trận. Và cái người quay video đó là ông Võ Đông Cùng. Võ Đông Cùng phe ta. Đấy, hồi đó là ông Võ Đông Cùng, ông sinh hoạt với bên mặt trận. Đấy, thì ông quay cái video đó. Thì bây giờ cái chuyện đó mình bỏ qua một bên luôn đó, ông lại bảo tôi là xuyên tạc, ông là người của mặt trận. Cái chuyện ông không dám nhận thì thôi đó, cái chuyện đó. Nhưng mà bây giờ trở lại cái vấn đề này.
tổng hội sinh viên á, 13 năm họ làm ở chỗ Garden Grove, không sao hết. Bây giờ đã nhân cái vụ mà Nguyễn Thanh Tú nó quánh cái hội trợ sinh viên, mà nhân cái vụ mà tôi ra hội đồng thành phố Garden Grove, tôi đặt vấn đề Billy Lê là một người tình nguyện làm cảnh sát. Lý do anh làm tình nguyện làm cảnh sát chỗ Westminster là sao? Là tại vì ấy, khi mà anh tình nguyện làm cảnh sát ấy, nó sẽ cấp cho anh một cái giấy được quyền đeo súng đi trong lúc mà đi hành sự. Nhưng mà anh chỉ được đeo trong cái lúc mà đi làm cái công việc các ban đêm, ví dụ từ 8 giờ tối đến 10 giờ tối đó, ví dụ như vậy. Thì cái vụ nó lem nhem tiền bạc đó, tôi gặp ông lúc đó là ông cô nghị viên Đina Nguyễn và ông thị trưởng lâu quá quên mất tên đâu á, Joe Water gì đó, dạ đúng rồi, Broadwater. Thì tôi là cái người đặt vấn đề yêu cầu chứng minh cái tiền mà tổng hội sinh viên, tiền lời của hội trợ trao cho các hội đoàn là bao nhiêu, hội đoàn nào được, và theo luật của cái non-profit organization thì cái tiền đó phải chỉ trao cho những cái tổ chức có được miễn thuế, tức là 501c3. Mà tất cả những cái hội mà Việt Tân á, tức là qua cái tổng hội sinh viên á, trao cho đó hoàn toàn không có 501c3. Riêng cái hội hải quân á, thì anh Cảnh Hoàng á, hồi lúc đó anh ấy là hội trưởng hội Việt, hội hải quân, thay thế Trần Trọng An Sơn, anh nói là anh hùng. 3.000 đồng mà hội hải quân lãnh á, là ông Trần Trọng An Sơn lãnh, chứ chúng tôi không có lãnh. Bởi vì chúng tôi không có cái miễn thuế, thành ra chúng tôi không dám nhận cái tiền đó. 3.000 đô la và ông Trần Trọng An Sơn cầm lấy bỏ túi. Tôi là người khai trước mặt, và ông Joe Đỗ Vinh là người là chồng của bà nghị viên Đina Nguyễn cũng support tôi cái chuyện đó và đặt vấn đề với thành phố. Và thành phố yêu cầu tổng hội sinh viên phải chứng minh rằng là cái số tiền đó được đưa cho các hội đoàn. Thì họ từ chối, cái cô gì tôi quên mất tên, Jennifer gì đó. Thì sau đó cô đã bị chính ông Billy Lê chơi lại cô á. Thì cái chuyện đó là chuyện nội bộ của họ, bây giờ trở lại cái vấn đề đó. Thì tổng hội sinh viên bị mất, sau đó thì là cộng đồng nhảy vào. Cái cộng đồng nhảy vào đó, ông Đỗ Trọng Đức là chủ tịch cộng đồng. Ông Đức, ông là kỹ sư, ông về hưu, và bà vợ ông là có một cái tiệm pharmacy. Ông không có thiếu tiền. Cộng đồng chia được, hai bên hợp tác với nhau làm việc. Lần đầu tiên cộng đồng được lời, còn ông Bùi Huyền Bân làm từ xưa nay đều là lỗ hết. Lần nào cũng lỗ hết. Thì chia ra là 18.000, bên ông Lê Khắc Lý 18.000, bên ông Đỗ Trọng Đức là 18.000. Và cái 18.000 tôi đặt câu hỏi Phan Kỳ Nhơn, Trần Thanh Hiền, bây giờ tiền đó ở đâu và chia như thế nào? Từ hồi đó cho tới bây giờ chưa thấy bao giờ chia. Và sau đó thì cộng đồng á, luôn luôn lỗ. Ông luật sư Nguyễn Xuân Nghĩa lúc làm chủ tịch cộng đồng 3 năm á, tính là lấy cái hỗ trợ đó của từ sinh viên. Lúc đó tụi sinh viên nó rất là bực tức. Tức cả chỗ là chính các chú, các bác ở trong cộng đồng này đó, mang nhân danh Việt Nam Cộng Hòa lại đi giành giật với tổng hội sinh viên. Đó là điều mà bác Cường muốn nói. Tại sao sinh viên tổ chức luôn luôn lời mà trong khi cộng đồng lại lỗ? Bây giờ thì sinh viên tổ chức, 3 năm nay sinh viên nó tổ chức ở chỗ dưới Costa Mesa mà nó vẫn lời. Có năm đầu tiên thì nó hoài, 2 năm sau vẫn lời. Trong khi cộng đồng mình thì lại im rơ bà rờ. Cộng đồng mình bảo ra không lỗ là may. Không lỗ là may có nghĩa là ngã lại, tức là không có lời. Như vậy đó. Từ hồi mà ông Lê Khắc Lý, ông chết rồi, bà Minh Nguyệt 18.000, và bên ông Đỗ Trọng Đức cũng 18.000. Những cái tiền đó có bao giờ báo cáo không? Hoàn toàn. Tôi nói rằng luôn bỏ túi. Ôi anh ơi, tiền ngoài đây mà chuyện người đường ngoài khác mày. Mình không phải thấy thôi anh nghĩ theo cái chuyện. Tiền cũng như là cái tiền cái vụ Trần Trường thế thôi đấy.
Trần Trường nó còn nhiều mỗi tiền hơn nữa bác này. Ai bây giờ thì chuyện mà Trần Trường là cảnh sát họ ước tính á, tại vì cảnh sát họ để 3 cái camera ở trên lầu. Mà Võ Cự Long đó lúc đó là radio Cali Sài Gòn Cali đó ở trên lầu, Trần Trường thì ở dưới. Sau đó là họ chính họ đi vào trong chỗ Võ Cự Long mở cái floor ra, cảnh sát đó, chui xuống dưới đó, tại vì nó ở cái chỗ đó nó cứ hỏng, chui xuống dưới Trần Trường, mới họ lấy cái lá cờ đi, lấy cái lá cờ, lúc cờ không phải cờ đỏ sao vàng, cờ đó là cờ màu nâu, chủ nghĩa dân tộc của anh Trần Trường, nhưng mà ngôi sao vàng, mấy ông cộng đồng này đăng lên báo, chơi máy lắm, đèn trắng. Đèn trắng thành cờ đỏ sao vàng, đấy, cờ đỏ sao vàng, thế là biểu tình. Nhưng cảnh sát nó để ba cái camera ba trên lầu, trên sân thượng á, quay. Nó quay vào cái thùng tiền á, anh Tư Đôn á, ở trên chủ của một cái tiệm furniture, cầm 5 tờ giấy 100 đồng bỏ vào trong tiền, máy nó quay rõ ràng hết, quay hết. Thành ra đó, bác Cường đừng nói là Nguyễn Quốc Hùng biết nhiều nhá. Khi mà cảnh sát nó rút xong rồi cái, nó bắt đầu nó bảo thẻ theo ý, nó mở cửa cho mọi người vào. Mọi người vào cái này không thấy cờ đâu hết. Thì cái đã không có cờ thì làm sao mà chống được. Thế là giải tán. Vẫn thua Mỹ nào. Cái người mà tham dự vào cái vụ mà lấy cờ lấy tiếc thì tôi thấy có một cái anh thiếu tá mà cũng là không quân cũ, anh là vẫn cho đi với lại ông Đoàn Văn Tiên với ông luật sư Trần Văn Sang đó, thì cả ông thiếu tá gì vừa mới vâng, thì cái anh cũng là cao lớn đó. Anh Luyến không phải Luyến à, vâng, thế thì cái lúc bây giờ các ông ấy là còn là để mấy cái áo quan ở dưới nữa, ấy áo quan là sản phẩm của Ngô Kỷ. Đấy, Ngô Kỷ làm cái đó, Ngô Kỷ làm hai cái quan tài. Một cái quan tài Hồ Chí Minh. Đấy. Đấy, cái người mà ông An ấy, ông An là cái người làm tượng Hồ Chí Minh treo cổ lên. Treo cổ xong rồi cái hạ xuống, xong rồi để vào quan tài. Nhưng mà nó vui nhất là chôn Hồ Chí Minh mà lại hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Là sao ạ? Tức là các anh thua trận ngày 30 tháng 4 rồi, các anh hoang tưởng phải hát bài quốc ca để mà chôn xác Hồ Chí Minh. Khi mà làm những cái chuyện rất là con nít, ông An ông treo cổ Hồ Chí Minh để trên cái xe pick-up chạy vòng. Bị cảnh sát chặn lại, cho ticket. Là bởi vì là những cái đó là một hình thức quảng cáo mà anh không có giấy phép quảng cáo. Họ không phạt anh vì vấn đề anh treo cổ Hồ Chí Minh, mà anh phạt anh về cái tội anh đi quảng cáo mà không có giấy phép. Thật ra công nhận là bây giờ mình ấy, hôm nay được ngồi nghe anh chuyện trên đây. Vậy thấy thâm cung mỹ sử cộng đồng. Không thấy tội nghiệp ấy. Mình thấy tội nghiệp người Việt Nam mình đâu có làm gì đâu mà đến mức độ mà mình phải cư xử một cái kỳ cục như vậy cả. Vậy thế này này. Mình thấy mình ở dưới San Diego mình được làm việc với nhiều sắc dân. Mà họ vừa đến nước Mỹ thì gần đấy nhất thì mình được làm việc với nhóm người ở Ethiopia, thì họ cũng refugee như mình vậy đó. Đấy. Thì họ cũng có một cái chương trình TV, thì mình đến cái cộng đồng họ mình cũng quay, thì mình không có hiểu gì cả, nhưng mà sống thì mình hỏi thăm trên TV họ nói cái gì thì căn bản thế này mà. Tôi biết một căn bản thế này họ nói thì này kia, mà căn bản thế này, TV của người Ethiopia đó mà chiếu cho những người, để cho những người Ethiopian ở dưới San Diego coi ấy, và tôi nghĩ tất cả mọi trên đất Mỹ này thì họ không có những cái hình ảnh, mà họ không có cái suy nghĩ hay là cái lập luận của anh em mình ở đây, của anh em báo đài ở đây. Cái này mình không hiểu, nhưng mà đại khái mình biết như vậy, tức là họ không có thù hận, họ không có chửi bới cái Ethiopia. Vì cái tinh thần nó nuôi hận thù và bán hàng giả. Thì nó bán hàng giả. Bây giờ nhân tiện cho nói luôn, cái vụ ngày hôm thứ Bảy, 27 tháng Giêng,
là cái hôm đó là đá chung kết giữa U23 và Uzbekistan. Thì ở bên Úc nó làm một cái video rất là cái là nó giảm giận rất là nhờ quay một cái nhà hàng rất đông người Việt Nam ngồi trong đó để coi màn ảnh nhé. Thế nhưng mà đó sau đó thì cái màn tịch thu cờ đỏ, cái lời dẫn của họ như thế này: ngày hôm nay cái đám du học sinh ấy, ở bên Úc nó sẽ tới và nó sẽ mang cờ. Thế nhưng mà tôi phải công nhận rằng họ cũng hy sinh thiệt, bỏ tiền ra đi mua cờ đỏ sao vàng. Cái mà lúc mà họ khám phá ra được cái thùng cờ đó và họ lấy cờ đó hoàn toàn không có trong nhà hàng, không phải trong nhà hàng, bởi vì dưới đất. Bởi nếu mà cái video đó là tịch thu trong nhà hàng đó thì phải có bao nhiêu người trong đó, phải có người phản đối chứ. Ai là người mang cái thùng đó ra này kìa? Các ông các bà chống cộng ở bên Úc buôn hàng giả bằng cách là đứng ở bên ngoài đường mới mở cái hộp ra. Không có ai chửi cái thằng nào nó mang cái thùng đó đi hết, mà chẳng có ai mà phản đối hết. Trong khi người ta ở trong kia người ta coi TV, cái chuyện đó người ta có cờ vàng cờ đỏ hay gì chúng tôi không biết, nhưng mà các anh dàn dựng lên xong rồi các anh bảo rằng dẫn trong cái video, chúng tôi biết chắc chắn. Cái bà đã trả lời: chúng tôi biết chắc chắn là với cái đám du học sinh ngày hôm nay nó sẽ mang cờ đỏ ra vàng tới đây, thành ra chúng tôi tới và chúng tôi ngăn chặn được cái âm mưu này. Và ví dụ người ta dương lên hay người ta không dương lên, các vị ngăn chặn cái âm mưu gì mà được cái gì? Tại sao là các cháu của mình người Việt Nam mình đi đá mà không ấy? Tại những cái video nó dàn dựng rất là dễ. Nếu bạn cuối cùng là có để cái chữ xin lỗi vì cờ không? như là cái TV bên đây hay không? nó nghe lời bác Phương là nó tháo cái chữ xin lỗi vì cờ rồi. Ông Phượng có biết cái vụ đó không? Thì hôm nọ có nghe bác Phương xin lỗi vì cờ, cái câu đó đi vào lịch sử đó. Không, ở trong nước bà con nói rằng câu đó là hay nhất năm 2018 này. Mình bởi vậy mấy cái tội nghiệp và quan nghiệp cho cái những người dân Việt Nam này. Tại vì ngay cả những người dân khổ sở nhất, refugee khổ sở nhất của cái thế hệ này, của cái thế kỷ này là cái người dân của Ethiopia. Mà sau khi họ đã đến đây, họ đã yên vị rồi đó. Khi họ nói về quốc của họ, họ không có nói bằng cái giọng như là của mấy ông ở trên phố Bô Sa này, các đồng chí nói thật. Và khi mà mình nhìn thấy như vậy, mình rất là thích. Mình thấy, mình không có nói, nhưng mà mình biết là trong này. Thì vì cái dân Ethiopia nó ít học, nó không có biết mua bán cái đó ra, nó không biết khai thác cái hận thù. Nó không phải ít học đâu, mà tại vì nó không lưu manh như mấy ông này. Nó không có máu lưu manh như mấy ông này. Mà mình nghĩ là trong cái lịch sử mà di dân của người Mỹ đến đây, thì mình... Bây giờ mình nhìn trong những người cũ quá mình không có nói tới, mà mình chỉ nhìn thấy là những người kể từ năm 1975 tới bây giờ này. Tức là sau khi người Việt Nam đến thì sau đó thì còn có những người khác ở đấy. Những người khác đấy. Mà quả thật là không có cái ông nào mà nó lại tai quá như ông Việt Nam này. Anh biết rằng á, mấy ông chống cộng cực đoan đấy, đúng bây rồi. Giờ tôi mới biết rằng á. Thật sự biết từ lâu rồi, nhưng mà bữa nay nó càng ngày nó càng lộ ra là các ông nó buôn hàng giả bán hàng thù quá nhiều. Như Quỳnh có trong một chương trình văn nghệ ở bên Florida. Okay. Tất nhiên bên đó. Lắm đấy. Thì bây giờ đó các ông đó mới ra một cái thông cáo. Nhưng mà ok, các ông ra thông cáo là bây giờ như Quỳnh về Việt Nam là ngồi ghế nóng làm huấn luyện viên, cái chuyện đó ok, cái chuyện đó. Nhưng mà đó các ông ấy, chơi cái trò hơi kiểu nhân là tẩy chay. Không phải, không tẩy chay rồi, hủy bỏ rồi, hủy bỏ không nhận như Quỳnh trong chuyện đó. Như Quỳnh có quyền kiện. Đúng rồi, ký. Tại vì á, anh cái công tác anh ký, nhưng mà tôi chắc chắn là Như Quỳnh không có làm chuyện đó. Tuy nhiên ở đây tôi muốn phân tích cái ban tổ chức này, nó ngu ở cái mức như thế này. Anh ra một cái thông cáo, ok tôi hủy bỏ show Như Quỳnh đủ rồi. Nhưng mà anh lại nói rằng á, cái show Như Quỳnh là đã bị về đã cái gì về Việt Nam nhằm cái vụ chung kết của U23 thành ra ế khách, thằng ngu. Bởi vì cái show Như Quỳnh là ngày 26 tháng Giêng, ngày thứ sáu chứ không phải ngày thứ bảy. Okay, thứ nhất, mà dù có là giữa đêm thứ bảy đi nữa thì họ vẫn có đủ thì giờ họ đi coi, nhưng mà không phải người ta tới đó người ta mới mua vé mà gọi là bị ế. Người ta mua vé sold out trước 3 ngày, không còn vé để bán thì làm sao mà ế được. Nói là show của Như Quỳnh là bị ấy này kia. Và vì
tinh thần Việt Nam Cộng Hòa chúng ta sẽ hủy bỏ cô Như Quỳnh trong cái phần này. Nhưng mà đó, để bù lại, xin mời các bạn nhớ mua vé cho cái bữa tiệc của chúng ta. mình thấy bây giờ mình lại quay trở lại cái chuyện Việt Nam, người Việt Nam mình ở đây mới lại Việt Nam anh, thì coi như là cái sự ly dị, coi như là mình bây giờ kỳ trước mình nói là bây giờ mình lại trở lại cái ví dụ là thôi bây giờ mình có bà mẹ ruột và bà mẹ đẻ và bà mẹ nuôi, bây giờ mình vì lý do này vì lý do khác mình không ở với bà mẹ ruột nữa, mình có bà mẹ nuôi 10 mỹ trắng khỏe mạnh đẹp đẽ giàu có thì mình hạnh phúc với bà ấy, thì đó là cái chuyện của mình. Nhưng mà điều đó không có nghĩa là mỗi lần mình nói về bà mẹ đẻ mình thì mình lại kêu bà ra là mình chỉ trích, mình chửi bới, hay là mình đã có một cô vợ ăn ở với mình có mấy đứa con vì một lý do này hay lý do khác không ở với ông nữa, mình có một người vợ mới mỹ trắng khỏe mạnh đẹp đẽ hơn bà vợ cũ của mình, thì điều đó và mình ăn hưởng hạnh phúc của mình với bà vợ mới, mà điều đó không có nghĩa là thì là mỗi lần mình nói với bà vợ cũ thì mình lại chửi bới người ta, vì bề gì chính mình là người đã cố gắng xây dựng cái gia đình và đã có mấy người con đấy. Vâng, còn một cái vấn đề nữa, bây giờ chúng tôi là 2:30 đồng hồ rồi. Một vấn đề nữa là bác Cường, bây giờ tôi mới thấy thấm thía câu nói bác Cường rất đúng. Ông Donald Trump phải nói là rất là giỏi. Từ xưa đến nay, ông chống báo chí không nói gì, đằng này ông chống lại cả FBI. Mà chính